Thí dụ mà mình hỏi trai là anh đã có bạn gái chưa, thì tiếng Việt của mình sẽ là anh đã có bạn gái chưa, đúng không? Ngữ điệu mình sẽ đi lên. Thì tương tự tiếng Anh cũng vậy, mình sẽ hỏi là do you have a girlfriend, chứ không bao giờ bạn nói là do you have a girlfriend, đúng không? Thì cái mà do you have a girlfriend, ngữ điệu đi lên đó, nó sẽ là một cái người ta gọi là ngữ điệu trong tiếng Anh. Và để cho tiếng Anh của mình nói một cách sang hơn nè, nghe hay hơn, tay hơn hay tự nhiên hơn, thì chúng ta cần phải có một yếu tố, đó là ngữ điệu trong tiếng Anh. Và tuy nhiên không phải ai cũng biết cái ngữ điệu trong tiếng Anh. Và nếu như các bạn lên Google, các bạn search, nó là hàng tá những kết quả với hàng chục các nguyên tắc khác nhau, rất là khó nhớ. Video này sẽ là một món quà mà Thủy muốn dành tặng cho các anh chị, bởi vì đây không phải là những kiến thức mà hàn lâm cao siêu, mà nó là cái quá trình mà Thủy tích lũy những kinh nghiệm, Thủy hỗ trợ cho các anh chị học viên. Và sau cái quá trình học, các anh chị ấy đều bảo là wow, có vẻ dễ hiểu và dễ nhớ hơn rất nhiều so với gì mà họ biết. Sẵn sàng chưa? Cùng khám phá với Thủy chủ đề ngữ điệu trong tiếng Anh nhé. Và nếu như mà các anh chị thấy video này hay thì đừng ngần ngại hãy giúp Thủy cho một cái like, comment xuống, cũng như là chia sẻ video này đến bạn bè để nhiều người cùng biết đến kênh và cùng khám phá những nguyên tắc tuyệt vời này nha. Trước tiên, trước khi mà vô những nguyên tắc thì chúng ta cần phải khám phá xem ngữ điệu là gì. Giống như Thủy nói ha, anh đã có bạn gái chưa? Do you have a girlfriend? Đó, thì nó sẽ là cái ngữ điệu của tiếng Anh, nó sẽ là đi lên hoặc đi xuống. Mình hiểu nôm na, nó giống như là nhạc tính vậy đó, nó là âm nhạc vậy đó. Và nó là cách để mà mình thể hiện cái cảm xúc của mình vào. Đây, lấy cho các bạn một ví dụ để các bạn có thể hiểu rõ hơn nha. Ví dụ, mình nói là, hey, chào bạn, bạn có khỏe không? Thì thay vì mình nói là, hi, how are you? Đúng không? Hoặc là, hi, how are you? Thì bây giờ cái từ hi thôi, mình nếu mà có ngữ điệu vô, nó cũng đã khác lắm. Thử coi với Thủy nha, mình sẽ là hi, how are you? Thì ví dụ như vậy, how are you? Ví dụ mình vui, mình hớn hở, mình gặp nó, mình nói là hi, how are you? Chứ không lẽ hi, how are you? Đúng không? Đó, thì cái việc mà da da da, thì nó được hiểu nôm na, nó là cái đúng rồi, cái ngữ điệu của tiếng Anh. Và khi mà mình nói ngữ điệu, thì các bạn sẽ thấy hiệu quả của những kiểu giao tiếp như thế nào ạ? Nó sẽ tăng lên rất nhiều. Thứ nhất là mình truyền tải được cảm xúc của mình. Mình vui thì nó khác. Oh, I'm so happy. Hả? Không nên nói vậy, mình sẽ là wow, I'm so happy. Mình vui quá đi hà. Đó, thì cái ngữ điệu nó là một cái mà nó giúp cho cái việc nói tiếng Anh của mình nó trở nên gì ta? Nó có những cái gọi là ngữ điệu trầm bổng vô dương hơn. Và nó giúp cho cái hiệu quả truyền đạt của mình nó có thêm cảm xúc. Nói nôm na, ngữ điệu là cái mà mình gắn cái cảm xúc của mình vào. Tuy nhiên, nó sẽ vẫn có những cái gọi là sai lầm trong việc tập ngữ điệu. Sai lầm đầu tiên mà Thủy thấy các anh chị hay gặp đó chính là mọi người nóng vội quá. Đúng không? Ví dụ lần đầu tiên mọi người coi clip của Thủy, mọi người sẽ không thấy Thủy đẹp đâu. Tuy nhiên, nếu như mà mọi người coi theo Thủy một thời gian, tự nhiên mọi người cũng thấy Thủy đẹp lên một chút. Đúng không? Thì việc học ngoại ngữ điệu, học tiếng Anh nó cũng tương tự như vậy. Nó cần thời gian, mọi người không có kỳ vọng ngắn được. Không có thể nào mà hôm nay học xong nguyên tắc ngày mai mình nói hay được. No, không phải. Nó là cả một cái quá trình luyện tập, nó cần thời gian. Từ từ, mình nghe bằng đôi tai cho thẩm âm cho quen. Sau đó mình luyện tập, mình nói cho nó quen. Đó, thì dần dần nó sẽ bắt đầu, nó tạo cho mình một cái ngữ điệu. Và nếu như mà các anh chị muốn khám phá các cái âm, làm sao để mình đọc chuẩn các âm trong bản phim quốc tế, thì Thủy có làm một clip siêu kỹ luôn. Và Thủy để cái đường link á, các anh chị hãy bấm vào trong cái đường link ở trong phần description mô tả mọi người nha. Cái sai lầm thứ hai mà Thủy thấy mọi người cũng thường hay bị, đó chính là mọi người dễ bỏ cuộc quá. Mọi người coi trên mạng có quá trời những nguyên tắc, và các bạn biết rồi, cái não mình mà thấy cái gì nguyên tắc là tự nhiên mọi người bị đóng mất tiêu, học không có vô và học một thời gian quên mất. Cái mọi người cố gắng dùng những nguyên tắc một cách máy móc, cuối cùng sau mọi người tập một thời gian mọi người nản, mọi người bỏ cuộc đó. Cho nên là hãy giúp Thủy đơn giản hóa mọi thứ lại. Cái sai lầm thứ ba đó là nhiều anh chị nghĩ là mình phải có năng khiếu rồi mình phải học tiếng Anh từ nhỏ thì mới sửa được ngữ điệu. Thật ra thì Thủy thấy không có phải có năng khiếu đâu, mà tất cả đều là phải làm, phải kiên trì, phải luyện tập đều đặn. Và cứ luyện tập, kiên trì đều đặn thì chắc chắn sẽ có kết quả mọi người nha. Vậy làm sao để mình có được ngữ điệu? Thì tới trước khi mình đưa cho mọi người vào phần nguyên tắc, cái phần nội dung bài học chính, thì Thủy có một cái phương pháp mà Thủy cũng muốn chia sẻ với các anh chị để luyện cho cái ngữ điệu của mình nghe nó tay hơn, nghe nó sang hơn. Đó chính là phương pháp shadowing. Thủy có làm một cái video về phương pháp shadowing, hướng dẫn cũng như là demo cho các anh chị về cái phương pháp shadowing, kỹ thuật đánh bóng âm thanh. Các anh chị hãy bấm vào đường link ở trong phần description mô tả để mà mình có thể xem rõ nhé. Rồi, và quan trọng nhất đó chính là cái sự mô phỏng, nghe và lặp lại thành những gì có sẵn. Rồi, bây giờ không còn chần chừ gì nữa, chúng ta cùng vào bài học chính ngày hôm nay nha. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ để ý cái ngữ điệu ha. Mình sẽ có hai loại, đó là ngữ điệu của từ và ngữ điệu của câu. Rất là đơn giản thôi, bây giờ thì sẽ cùng với mọi người mình khám phá từng cái một nhé. Trước tiên đó là mọi người để ý cái mũi tên lên không? Cái mũi tên lên có nghĩa là ngữ điệu lên. Và mũi tên đi xuống có nghĩa là ngữ điệu xuống. Người ta hay gọi là trượt lên và trượt xuống. Nhưng mà Thủy thì hay nói vui vui với các anh chị học viên thì nó sẽ là cái ngọn đồi. Và mọi người để ý nha, nó sẽ như thế này nè. Da, da.
À, làm sao ta? À, nó cái gì nè mọi người để ý nha. Khi mà tí nữa thì sẽ demo cho mọi người cái việc sử dụng ra từ điển. Và mình cũng, thậm chí là mình cũng nghe từ điển người ta đọc một cái từ với có ngữ điệu của từ như thế nào luôn á. Rồi, nhưng mà mình để ý nha, nó sẽ luôn luôn sẽ là lên và xuống. Lên là như thế nào? Lên nó không phải là cho dấu sắc hay dấu huyền, hay dấu ngã, dấu nặng. Lên ở đây là cái ngữ điệu nó cao, cái tông hơn. Thế thôi, thì ví dụ chẳng hạn, mọi người cùng coi nha. Từ đầu tiên là từ chào đúng không? Tiếng Việt mình sẽ là hi, đúng không? Hi, hi, ngang phè phè. Nhưng mà tiếng Anh thì nó lại không như vậy. Nó sẽ là hi. À, để ý nha. Lên, xuống, da, da. À, nó không phải phải là hi, cũng không phải là hi, mà nó sẽ là hi, hi, hi. Đúng không? Mà rõ ràng là hi nghe nó sai hơn là hi rất là nhiều, đúng không nào? One more word, thêm một từ nữa ha, từ no. Thí dụ tiếng Việt mà nói là no, nó ngang phè đúng không? Nó gọi là chặt từng khúc, no. Nhưng mà tiếng Anh thì không như vậy. Giờ mọi người thử áp dụng cái đầu núi này của Thủy thử nè, lên và xuống thử nha. No. À, Thủy đẹp gái không? No. À, khác liền đúng không? Nó sẽ là lên và xuống ha. No. No. Nó không phải là no, cũng không phải là no, cũng không phải là no, mà là da da. À, được không? No. Hi. One more word. Thêm một từ nữa nào. Từ chắc chắn đúng không? Sure. Sure là ngang phè phè đúng không? Nhưng mà mình sẽ là sure. Nghe sang hơn không mọi người? Thử thử đi. Các bạn cùng làm thử thử nha. Hi. Good job. No. Sure. À, ok. Đây là một cái mẹo mà Thủy vô tình để tích góp được trong quá trình giảng dạy. Và Thủy thấy là nó đúng chứ nó không sai. Và tự nhiên từ khi mà mình nói được cái ngữ điệu của từ thôi là lập tức á, là bắt đầu cái câu của mình nó xa hơn rất nhiều. My name, Hồng. My name. Name, tên á, tên của tôi là đó, không có y luôn, mà nó sẽ là is, nghe nó sang hơn không? Comment sang, để cho mọi người cũng thấy sang nhé. Rồi, đó là từ với một âm tiết, còn từ với hai âm tiết thì nó sẽ có cái nhấn. Thủy đã có làm một cái video về nhấn trọng âm rất là kỹ, Thủy để ở trong cái đường link ở trong phần description mô tả. Tuy nhiên, Thủy sẽ demo cho mọi người coi ở đây nhé. Thì trong cái phần nhấn trọng âm nó có cái phần nhấn trọng âm đúng không? Nhưng nó cũng có cái ngữ điệu của nó. Ví dụ từ này, thay đọc là wonderful, đúng không? Tiếng Việt mình sẽ là wonderful. À, thì tiếng Anh nó sẽ gì ta? Wonderful. Nó, bạn để ý nha, nó không có dấu sắc, không có dấu hỏi, dấu ngã, dấu huyền, dấu nặng nhiều như tiếng Việt của mình. Tuy nhiên, nó sẽ có cái ngữ điệu là cao tông hơn và thấp tông hơn. Cái mà nhấn trọng âm nó sẽ cao tông hơn á. Wonderful. Full. Để ý nha, nó không hẳn là full. Nó cũng không hẳn là full, mà nó sẽ là full. Đó, cái ngữ điệu nó đang đi đâu à? Đúng rồi, đi xuống. Lại nha. Wonderful. Wonderful. Full. À, sang hơn không? Sang hơn không? Cứ thử từ từ. Từ từ dần dần mình tập, mình sẽ quen ha. Đừng đọc là wonderful. Won. Mà mình sẽ là wa, wa. Cao tông hơn. Da, full. Da, da, da. Da, da, da. Ok, được không? Rồi, ví dụ như mình có từ là quên đi đúng không? Thì bình thường mình đọc sao ta? Tiếng Việt mình sẽ đọc là forget. Đúng không? Forget. Get một cái là mọi người bay cái dép lên trời luôn. Nhưng mà không, tiếng Anh nó không có như vậy. Nó vẫn là ngữ điệu trượt lên và trượt xuống. Còn có thể nha. Forget. Forget. À, để không? Da, da, da. Là có trượt lên, sao mà tẹt xuống dưới. Được không? Đọc lại có thể nha. Forget. 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 Rõ ràng là, oh, I forget. Rõ ràng từ forget nghe hay hơn rất là nhiều, đúng không nào? Rồi, ví dụ tiền. Tiền thì mình đọc sao ạ? Money, đúng không? Money là mọi người sẽ là hoặc là money nữa kìa. Tức là vừa dấu sắc vừa dấu huyền. Nhưng mà không, đọc vậy thì nó có cách đọc hay hơn. Tạm thời nha. Money, data, data, knee, knee. Chứ không phải là knee, được không mọi người? Không có mến, mà nó sẽ là mơ. Cao tông hơn và thấp tông hơn. Cứ đi lên và lại đi xuống. Được không mọi người? Nào lại thử nữa nha. Money, money, money. Good job. Và cuối cùng, chẳng hạn từ bác sĩ đi. Thì mình đọc sao ta? Doctor. À, doctor. Nói chứ, ôi tiếng Việt của mình là như vậy đúng không? Nhưng mà tiếng Anh thì nó sẽ là ngữ điệu trượt đi lên và trượt đi xuống. Nó sẽ là da-da. Không hẳn là doc, mà cổ nào sẽ là da. Và không hẳn là mà nó sẽ là da. Rồi, thử với thử nha. Doctor. Doctor, doctor. Đó, khác không?
khá hơn rất nhiều. Rồi, bây giờ đây là cái phần ngữ điệu của từ. Và Thủy có một cái công cụ rất là hay muốn giới thiệu cho các anh chị. Và Thủy có rất nhiều cuốn từ điển khác nhau. Thủy đã làm một cái clip gọi là hướng dẫn cách sử dụng từ điển. À, mọi người nhìn hình đi đúng không? Thủy cũng để dưới phần description mô tả để các anh chị có thể lựa chọn từ điển khác nhau. Nhưng Thủy đặc biệt thích cái từ điển là Oxford Learners Dictionaries. Bởi vì sao? Bởi vì nó là cái từ điển mà Thủy thấy là người ta thu âm cái giọng thật. Nó không phải là giọng của chị Google, nó giống như giọng máy, mà bây giờ nó là giọng của người thật và nó có ngữ điệu trong đó. Khám phá thử không? Cùng coi với Thủy thử nha. Rồi, trên màn hình của các anh chị sẽ thấy là cái đường link Thủy đã gửi ha, là Oxford Learners Dictionaries. Và ở trong này nó sẽ có phần một chọn chữ. Thì ví dụ Thủy lấy cái từ hi, được chưa? Thì tiếng Việt mình đúng không? Hi. Còn tiếng Anh ha, chỗ này ha, nó sẽ có giọng Anh và Anh Mỹ. Thì ví dụ thì giọng Anh Mỹ, mọi người nghe các con ngữ điệu của từ đã có sẵn trong này rồi. Cùng nghe với Thủy nhé. Hi. Hi. Rồi, vừa rồi chúng ta đã vừa khám phá xem cái ngữ điệu của từ đúng không? Còn bây giờ vào trong câu, ngữ điệu nó như thế nào? À, cũng là lên xuống như thế nào? Thì Thủy cũng xin phép thưa với mọi người, nó cũng là dạng thức ngữ điệu trượt lên hoặc là trượt xuống, tùy theo từng cái gọi là cái loại câu mà mình muốn sử dụng. Và ở trên mạng thì nó có quá trời những cái vô số những cái phương pháp khác nhau, những cái quy luật khác nhau. Thủy thấy là chắc cũng phải tầm 10 cái nguyên tắc. Nhưng mà ở đây thì Thủy xin phép chia sẻ với mọi người là mọi người có thể tìm trên mạng rất nhiều nguyên tắc đó, mọi người đọc tham khảo. Nhưng mà ở Thủy thì Thủy lại hướng dẫn mọi người theo một cái cách khác mà Thủy nghĩ là nó sẽ đơn giản hơn và nó dễ nhớ hơn. Đó, và nó là cái mà Thủy tích lũy được trong quá trình Thủy giảng dạy và Thủy gọi là Thủy nói chuyện, Thủy tiếp xúc với các cô chú Tây thôi, chứ không phải là một kiến thức mà nó quá hàng năm hay sách vở. Và mọi người cứ thử nghiệm thử xem nó có giống như gì Thủy nói hay không. Hay là nếu như các bạn có những nguyên tắc nào khác, các bạn cứ comment xuống giùm Thủy nha. Rồi, cái nguyên tắc á, nó sẽ cũng đi theo lên và xuống, nó cũng sẽ là da da. Thì ví dụ như vậy. Tuy nhiên tùy vào từng loại câu và tùy vào từng cái hoàn cảnh, tùy vào từng cái mình muốn nhấn, và quan trọng nhất như lúc đầu nó là bỏ cái cảm xúc của mình vào thì cái ngữ điệu nó khác nhau hoàn toàn. Và Thủy rất hay khuyên mọi người là hãy để một cách tự nhiên nhất với việc học ngoại ngữ, và hãy để cho cái cảm xúc của mình vào thì tự nhiên là tự nhiên mình nói, nó trở nên tự nhiên hơn rất nhiều, được không ạ? Hơi mông lung như một trò đùa, nhưng mà cùng coi với Thủy một ví dụ nhé. Rồi, đầu tiên đó là mình muốn nói mình yêu ai đó, đúng không? Thì cái bình thường mình nói là I love you, đúng không? Tiếng Việt mình sẽ nói là hey, I love you, à, anh yêu em, đúng không? Tuy nhiên, nếu như mà trong từng cái mình muốn nhấn, mục đích mình muốn nói khác nhau, thì cái việc mà mình nhấn vào từ nào, cái ngữ điệu mình lên tông chỗ nào, ngữ điệu mình xuống tông chỗ nào, nó cũng khác nhau hoàn toàn. Để coi với Thủy một ví dụ, em yêu anh. Thì ví dụ Thủy nhấn vào từ I, được chưa? Thủy cho màu đỏ vào từ nhấn. Thì Thủy ví dụ nha, I love you, I love you. Có nghĩa là gì ta? Đứa nào yêu anh đây? Cái xong cái mình nói em yêu anh, à, em yêu anh, tức là tiếng Việt mình muốn nói là em chứ không phải đứa khác, được chưa? Chỉ có em mới yêu anh thôi. I love you, được không? Tức là mình muốn nhấn mạnh cái chủ thể là mình nè, chỉ có em mới yêu anh thôi, đứa khác không yêu anh đâu. Thì ví dụ như vậy thì mình sẽ nhấn mạnh là I love you, I love you, I love you, được không? Đó, thì khi mà mình muốn nhấn mạnh vào tôi, cái mình muốn nói là tôi nè, thì mình nhấn vào chữ I. Tuy nhiên em yêu anh chứ em không có ghét anh, được chưa? Em chỉ muốn nói là em yêu anh nhiều lắm, chẳng hạn như vậy. Em không có ghét anh, tức là mình muốn nhấn mạnh vào cái hành động là mình yêu chả, chứ mình không ghét anh chả. À, hoặc là, chứ không phải là cái gì khác, chẳng hạn. Vì em yêu anh mà, à, đâu phải vì tiền đâu. Ví dụ như vậy, mình muốn nhấn mạnh vào từ love, thì mình sẽ là I love you, da da da. Cũng trượt lên và trượt xuống. Và mình muốn nhấn mạnh vào chữ gì ạ? À? Chữ love. Ý mình ở đây là em yêu anh, em yêu anh. Rồi, thì ví dụ, nếu mà nhấn vào từ you thì như thế nào? Ý á, em yêu anh chứ không phải em yêu tiền của anh. Em không yêu thằng khác. À, em yêu anh á. Được chưa? Thế em yêu ai? Em yêu anh á. Đó, thì mình muốn nhấn mạnh vào từ anh ấy. Thì mình sẽ là I love you. I love you. Not him or her. Ví dụ như vậy. I love you. À, thì cái từ you là cái từ mình muốn nhấn. Thì lúc bây giờ nó lại không có phải là theo một nguyên tắc là câu trần thuật thì phải ngữ điệu xuống, đúng không? Mà bây giờ nó là cái cảm xúc của mình. À, cho nên là tùy vào từng cái cảm xúc của người nói, tùy vào cái mục đích của việc truyền đạt nội dung, tùy vào cái mình muốn nhấn, à, cái ý mình muốn nhấn, mà mình sẽ cho cái tông nó cao hơn so với những cái còn lại. I love you. I love you. I love you. À,
mà cái ngữ điệu nó khác nhau hoàn toàn. Cho nên ở đây có một cái quy luật đầu tiên mà Thủy muốn chia sẻ với các bạn trong cái việc mà ngữ điệu mà đối với một cái câu nói, đó là mình hãy nhấn vào cái mình muốn nhấn. Tức là thật ra nhấn ở đây thì dùng từ thì cũng cảm thấy nó chưa được sướng lắm, mà gọi là mình hãy cho cái cao cái tông ở cái mà mình muốn cho nó cao tông, mình muốn nhấn mạnh thế thôi, được không? Các bạn có thể tìm thấy ngoài kia biết bao nhiêu là những cái quy tắc, nhưng mà đây là một cái quy tắc mà Thủy cảm thấy là thật sự nó phá vỡ hết đi những cái gọi là tại vì khi mà bạn nhớ những nguyên tắc á, bạn sẽ cảm thấy cái việc nói mình nó thiếu tự nhiên lắm. Còn khi mà bạn thực tế bạn nói, thực tế bạn để cảm xúc của mình vào thì tự nhiên á, mọi thứ nó trở nên trôi chảy, tự nhiên mọi thứ nó trở nên tuyệt vời và nó nghe nó có vẻ tự nhiên hơn rất nhiều, đúng không nào? Hey, I love you. Hey, I love you. Hey, I love you. Ví dụ như vậy, tùy vào cái mình muốn nhấn, được không? Đó, thì đây là một nguyên tắc mà Thủy thấy là nó chi phối và thực tế cái gì diễn ra trong cảm xúc của mình sẽ đưa cho nó cao tông hơn và mình tập trung vào nó, thì tự nhiên những cái mà còn lại không quan trọng thì nó xuống tông đi, lập tức là cái phần nói của mình trở nên sáng vô cùng, được không ạ? Đây là nguyên tắc mà Thủy thấy là nó nằm lòng lắm và nó xuất phát từ gì ạ? Từ cái cảm xúc của mình, cái mà mình muốn nhấn mạnh, được không ạ? À, rồi, và tuy nhiên nói vậy thôi chứ cũng có nhiều anh chị á sẽ nói là sao hả, anh coi trên mạng á nó nói nào là câu trần thuật rồi câu yes no question, mỗi loại câu nó lại có một kiểu nhấn khác nhau. Chính xác, không sai. Và nói gì thì nói chứ Thủy cũng cho một các anh chị một vài những cái nguyên tắc cơ bản nhất để các anh chị có thể nắm, được không ạ? Rồi, đầu tiên câu trần thuật hoặc là những cái câu mà có từ để hỏi, ví dụ như là what, là when, là who, là where, là by, thì mọi người sẽ để ý nó theo nguyên tắc nào ạ? Cùng coi với Thủy nha. Thủy cho mọi người một cái bốn cái ví dụ. Đầu tiên ha, I'm 30 years old. Hay là nó là I'm 30 years old? Không, nó sẽ là I'm 30 years old. Years old. Thì ngữ điệu ở những cái câu mà trần thuật hoặc là cái câu có từ để hỏi thì nó sẽ đi xuống, được không? I'm 30 years old. Ok, được không? Chứ không có ai nói là I'm 30 years old. Được không ạ? À? Rồi, thì ví dụ mình nói tôi 30 tuổi. Chứ mình đâu nói là tôi 30 tuổi. Ví dụ như vậy, đúng không? À, hoặc là không, tôi là giáo viên. Được chưa? No, I'm a teacher. Chứ không ai đọc là no, I'm a teacher. Đúng không mọi người? Đó, thì với những cái câu mà trần thuật mình trình bày một cái nội dung như vậy thì cuối thường ngữ điệu đi xuống, nó trượt xuống, được không? No, I'm a teacher. I'm a teacher. Đã, được không? Hoặc là bạn sống ở đâu? Đã, thì mình sẽ thấy nó hay hỏi là where do you live? Where do you live? Live. Chứ nó không đọc là where do you live? Không, nó không đi lên như vậy mọi người nha. Thường nó sẽ là where do you live? Where do you live? Live. Bạn sống ở đâu? Hoặc là ê, đang làm gì vậy? Thì sẽ là what are you doing? What you doing? Doing. Doing. Hey, what are you doing? Hoặc là hey, what you doing? À, doing, doing. Đó, thì nó là ngữ điệu đi xuống. Thì ở đây á, thường thì những câu trần thuật cũng có thông tin nè, hoặc là có từ để hỏi á, thì thường cái ngữ điệu nó sẽ đi xuống, được không ạ? What are you doing? Doing, được không? Rồi, tuy nhiên rồi, cái loại câu thứ hai mà mình có đó chính là loại câu mà yes no question, có nghĩa là có hay không. Thì nói vui vui thế này, chẳng hạn như Thủy có đẹp gái không, đúng không? Thì tiếng Việt á, ngay cả trong tiếng Việt bạn bỏ cái cảm xúc của bạn vào thì bạn sẽ hỏi như thế nào? Thủy có đẹp gái không? Chứ không lẽ mình hỏi là Thủy có đẹp gái không, đúng không? Thì tương tự với những dạng câu hỏi mà có hay không trong tiếng Anh thì có không? Thì nó sẽ là không, chứ không lẽ nó có hồng, đúng không? Đó, thì tương tự tiếng Anh cũng như vậy. Mọi người để ý nó tất cả đều theo một quy luật rất là tự nhiên, đó là bỏ cái cảm xúc của mình vào. Thì đối với những cái yes no question thì thường ngữ điệu ở cuối câu nó đi lên. Thì ví dụ chẳng hạn, bạn thích màu đỏ không? Đúng không? Tiếng Việt mình nói là bạn thích màu đỏ không? Chứ không lẽ mình nói là bạn thích màu đỏ hồng, đúng không? Đó, thì tương tự sẽ là do you like red? Do you like red? Red. Ok, do you like red? Do you like red? Ok. Hoặc là ê, má bạn có biết bạn không? Cô ấy có biết bạn không? Ví dụ như vậy. Hey, does she know you? Does she know you? You? Ok, được không? Hoặc là, chắc không? Ví dụ như vậy, mình sẽ là are you sure? Are you sure? Chứ nó không đọc là are you sure? Phải không mọi người? Nó sẽ là are you sure? Ví dụ, hey, Thủy mới trúng vé số. Cái mình bảo, huh? Are you sure? Hoặc là, ê, Thủy nó có bồ á. Nó đẹp, nó xấu vậy mà nó cũng có bồ. Thì mình nói,
Are you sure? 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 Okay, nó, ngữ điệu nó đi đâu à? Đi đi lên. Trong lẽ, are you sure? Rồi, hoặc là sẵn sàng chưa? Mình sẽ là are you ready? À, ví dụ như vậy. Hoặc là nghe tôi nói không? À, xuống hàng nha mọi người. Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Mọi người nghe coi phim đúng không? Chứ không phải là can you hear me? Không, nó sẽ là can you hear me? Can you hear me? Đã, được chưa? Thì với những dạng thức một câu hỏi có hay không, trong trường hợp này nó sẽ là đi lên, được không? Thì mọi người để ý đi, tiếng Việt mình nói sao, cảm xúc của mình sao thì nó y chang như vậy luôn. Nói chung, quay đi quay lại thì vẫn rất là thích một cái kiểu gọi là thuận theo tự nhiên, bỏ cảm xúc của mình vào, đừng học những nguyên tắc phức tạp. Bởi vì nguyên tắc nó không biết sao chứ mà Thủy là một đứa mà gọi là không thích các nguyên tắc lề thói. Mình có nó, mình dựa vào nó, nhưng mà khi mà mình học thì vẫn thích cái gì nó tự nhiên nhất, nghe lồng cảm xúc của mình vào, và Thủy nghĩ nó là một cách tự nhiên nhất mà mình có, được không ạ? Rồi, và cuối cùng thêm một cái mà cũng thường rất là cơ bản, đó là liệt kê. Thủy ví dụ, tôi thích gì ta? Soccer, đá banh, volleyball and basketball. Được chưa? Mình thích ba cái, hai cái thì thường á, mấy cái mà liệt kê á, thì cái mà được liệt kê trước cái chữ and á thì nó sẽ là ngữ điệu đi lên, và kết thúc á thì nó sẽ là ngữ điệu đi xuống. Thì ví dụ I like soccer, volleyball and basketball. Đúng không? Chứ không đọc là I like soccer, volleyball and basketball, mà cũng không phải là basketball, mà nó sẽ là I like soccer, volleyball and basketball. Ok. Hoặc là ví dụ chúng tôi có táo nè, có dưa lê nè, và có cam. Bạn thích ăn món gì? Chẳng hạn vậy đó. Thì we've got apples, pears and oranges. Oranges. Da da da. Mọi người thấy không? We got apples. Okay. We got apples, pears, pears, pear. À, được không? Được không? Chứ không phải là we got apples, pears and oranges. Không. Nó sẽ là we've got apples, pears and pears and oranges. Đó, được không? Đó, thì những điều liệt kê nó sẽ là A, B, C, D và E. Đó, được chưa? Tiếng Việt cũng vậy. À, tôi có nhiều người yêu lắm. Tôi có em Lan, em Hồng, em Điệp và em Mận. Trong lại, em Lan, em Điệp, em Hồng và em Mấn. Không có, được không? Đó, nhưng mà mọi người để ý á, nó cứ theo nguyên tắc rất tương tự giống tiếng Việt thôi. À, được chưa? We've got apples, pears and oranges. Đó, thì với câu ngữ điệu thì A, B, C, D and đó, được không? Thì sau cái chữ and, ngữ điệu nó sẽ đi xuống. Đơn giản vậy thôi. Rồi, ở đây cho mọi người hai cái ví dụ, mọi người cùng thử với Thủy đoán thử xem câu 1 và câu 2 ngữ điệu đi lên hay đi xuống. Câu số 1, bạn có bạn gái chưa? Tiếng Việt mình nói vậy đúng không? Ê, mày có bạn gái chưa? Không lẽ, ê, mày có bạn gái chưa? Hả? Đâu có vậy đâu. Ê, bạn có bạn gái chưa? Thì mình sẽ là do you have a girlfriend? Do you have a girlfriend? À, được không? Ngữ điệu nó sẽ đi lên. Và cái thứ hai là no, à, tôi có rồi. Chứ mày, tôi có rối. Đâu có ai nói vậy đâu mọi người. Thì trong trường hợp này nó sẽ là oh, I have a girlfriend. I have a girlfriend. A da da da. Và ngữ điệu nó sẽ đi xuống bởi vì nó là một câu trần thuật. À, hai cái ví dụ này nó tóm lại cái nội dung nãy giờ mình học đó mọi người. Rồi, nội dung này mình học là gì nè? Một, ngữ điệu của từ mình đã học đúng không? Trong bài ngày hôm nay mình viết cách để mình coi ngữ điệu của từ sao, tra từ điển như thế nào. Rồi, cái thứ hai nữa là gì ta? Suy cho cùng nó là cái sự trượt lên và trượt xuống, giống như là cái đồi mà thì này thì nói. Và với những cái câu hỏi, hãy lưu ý một điều, đó là hãy bỏ cảm xúc của mình vào nói. Và nó cần thời gian, cần sự kiên trì, cần sự luyện tập. Và Thủy tin là mọi người sẽ sớm chinh phục được cái phần ngữ điệu này. Yay! Như vậy là đã xong cái video của ngày hôm nay. Cảm ơn các anh chị đã coi video này đến giờ phút này. Và nếu như các anh chị có những cái chủ đề nào hoặc là những câu hỏi nào còn thắc mắc thì hãy comment xuống cái câu hỏi của mình và Thủy sẽ sắp xếp để mà làm video giải đáp cho các anh chị trong video theo nhé. Và đừng quên là hãy giúp Thủy cho một cái like, cho một cái comment hay là chia sẻ video này để nhiều người cùng biết đến kênh hơn nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thanks and see you the next time. Bye!